Xin chào mọi người, mình là Chép Bùi, chuyên hướng dẫn cách làm món ăn đơn giản tại nhà. Hôm nay sẽ là món đậu phộng da cá, hay có tên gọi khác là trứng chim. Đây là món ăn vô cùng quen thuộc với thế hệ 8X và 9X. Xem ngay video để biết cách làm món ăn giòn tan này nhé. Với nguyên liệu gồm có đỗ lạc, bột tổng hợp, đường trắng và nước cốt dừa. Hòa tan 60g đường vào 60ml nước cốt dừa, sau đó đảo đều đến khi nước sánh quyện lại như thế này là hoàn thành nước sốt. Cho phần nước cốt dừa cùng với đậu phộng đảo đều đến khi đậu phộng thấm đều nước cốt dừa, chúng ta sẽ rắc bột tổng hợp lên. Công thức bột tổng hợp em đã hướng dẫn ở tập trước, mọi người nhớ xem nhé. Phải khá là tốn thời gian nhưng lại đem lại sự hấp dẫn và giòn tan cho món ăn. Mọi người lưu ý phải làm từ từ xuống từng lớp bột, sau đó là lớp nước cốt dừa, sau đó lại là lớp bột, đến khi hết phần bột và phần nước cốt dừa là chúng ta đã hoàn thành. Ta hoàn thành việc bao bột cho viên đậu phộng với lớp vỏ áo vàng đẹp như thế này. Sau nóng, chúng ta sẽ cho phần đậu phộng đã được chuẩn bị vào. Lưu ý 30 giây đầu chúng ta không nên đảo đậu phộng, sẽ bị bong mất lớp vỏ. Phòng từ 7 đến 10 phút tiếp theo, cứ khoảng 1-2 phút chúng ta sẽ đảo đậu phộng lên một lần để giúp lớp vỏ được săn chắc và không bị cháy thém. Cần chiên đậu phộng ở lửa nhỏ để hạt lạc có thể chín kỹ bên trong và lớp vỏ vẫn giữ được màu vàng đẹp mắt. Đậu phộng chín, lớp vỏ sẽ chuyển sang màu vàng nhạt như thế này là chúng ta đã hoàn thành bước chiên đậu phộng da cá mọi người nhé. Sản phẩm với lớp vỏ vàng giòn hòa quyện với độ bùi của lạc cùng độ béo của nước cốt dừa sẽ là sự lựa chọn khó có thể bỏ qua, sẽ giúp mọi người nhớ về tuổi thơ vô cùng dữ dội. Chúc cả nhà thành công với món ăn này.